Đây là trường hợp mới nhất của những lỗ hỏng bảo mật của chiếc Model S khi một nhóm các hacker của Trung Quốc tuyên bố họ đã chiếm quyền kiểm soát hệ thống thành công và hoàn toàn điều khiển bằng remote để khởi động máy và di chuyển xe. Nhóm hacker này thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bảo mật Kin, thuộc Tập đoàn Công nghệ Tencent Trung Quốc. Hồi đầu tuần, trung tâm này đã đưa ra cảnh báo Model S có thể bị chiếm quyền kiểm soát và điều khiển di chuyển từ xa. Giải thích về lý do bị tấn công, các chuyên gia của Tesla khẳng định lỗi này xảy ra khi các hacker tận dụng lỗ hỏng trong chức năng trạm phát sóng Wi-Fi của xe qua đó đột nhập và chiếm quyền kiểm soát hệ thống. Sau khi đưa ra thông báo này, thì Tesla cũng đã tung bản vá lỗi để khắc phục sự cố, một động thái được cho là rất nhanh của hãng. Tuy nhiên, điều này vẫn không khiến cho cổ phiếu của hãng tránh bị ảnh hưởng. Trong phiên giao dịch ngày thứ tư, cổ phiếu của Tesla đã giảm 0,8% xuống còn 202,85 đô la Mỹ một cổ phiếu. Đây cũng là lần thứ hai các mẫu xe của Tesla bị tấn công phần mềm. Vào năm ngoái, một hacker của Mỹ cũng đã tuyên bố kiểm soát thành công hệ thống phần mềm của xe Tesla. Qua đó, hacker này có thể di chuyển xe theo ý muốn từ xa.